Vâng, nhiều lắm nhờ Yến Sơn. Vâng, chưa nghỉ à anh? Muộn rồi, tại thành chiều mới rồi nhờ. Thưa thì nó mới xa nhiều, dâm quá cũng không được đâu. Có cái tời thì nó cũng đỡ vất vả hơn rồi nhờ. Nhanh xuống đây. Thiết kế được cái máy tơi là hay nhỉ anh. Lúc, vâng, lúc đầu không biết ai phát, không biết ai phát minh ra cái này nhỉ anh. Vâng, tự dưng có cái này cũng lâu rồi mà chồng ấy nhờ. Cái quả này gần chín rồi nhỉ anh. Ừ, có quả chín rồi. Vâng, kiểu như là mình thu hoạch mình cũng biết cái quả nào gần chín đấy nhỉ anh. Đúng rồi, mình nhìn quen đấy, nhìn kiểu đấy. Như là nó những quả này là chín rồi này. À, những quả chín chín rồi. Cứ nếm thử quả, những quả này là kiểu nó gần chín rồi. Còn này là anh ước tính thì nó khoảng bao nhiêu ngày là nó quả chín này à? Vâng, quả này ngày mai sẽ chín. À, ngày mai sẽ chín luôn quả à? Này là ăn được rồi này. À vâng. Bởi vì là nhìn vào này thì nó biết được nhỉ, kiểu như quen đấy. Đâu rồi, quả to. Vâng, vận chuyển xanh thì nó đỡ bị nát hơn. Vâng, thương lái người ta cũng thích. À, phải hàng lâu chín là cũng không được nhở. Vâng, không ngọt. Nội địa thì chín chín từ trên cây cũng tốt hơn. Vâng, ba ngày trước hôm sau là chín đấy thì chuẩn. À vâng, sau là còn sau nữa. Vâng, còn anh kia nó cho cái này lên nhá. Anh bán hả anh? À, anh ở Chi Lăng hay là ở đâu? Ở Hù Lũng? À, Chi Lăng à? Na này to đấy, na này là cây na Thái hay na gì anh? Na trong rừng. À. Vâng, mất giá nhờ. Vâng. Giá cho các thương lái là bây giờ là khoảng bao nhiêu nhờ? À, mới giả được 25. Vâng, quả na to đấy cơ mà nhờ.
bắn nà anh. Nà to thế anh. Đó, nà Chi Lăng này. Ở đây chủ yếu là thương lái ba mua là nhiều nhỉ cô? Ở đây chủ yếu thương lái. À lại rẻ. À vâng. Hôm nay này hơn 30 cơ. À. Hôm nay được bao nhiêu rồi cả? À quả na này to chưa nhỉ? To quá. Đấy. Rất là nhiều na luôn các bạn. Đó. Rất là nhiều luôn. Ở đây người ta đang đóng thùng này các bạn, đóng thùng chuẩn bị lấy đi phân phối cho các thương lái cũng như là một phần nữa là xuất khẩu các bạn. Ở đây có rất là nhiều luôn. Nhiều luôn các bạn, những cái rổ na được rất là nhiều người đèo đi bán các bạn, có rất là nhiều luôn. Bạn thấy nhiều chưa? Có rất là nhiều luôn. Wow, quả na ở đây rất là to luôn các bạn, rất là to luôn. Bản na to thế gì? Rồi. Cái na này nó nhiều loại không chị? À, nhiều loại cây đó chị. Có khoảng bao nhiêu loại cây na chị ở đây ấy, trồng ấy? Ở đây có na Thái. Na Thái à? Na Thái nó bỏ. À, na Thái thì nó mới to bằng thầy như nào chị? Na Thái to hơn nhiều. À vâng. Vâng. À những quả này to. 2-3 quả đấy được 1 cân rồi nhờ chị. À 3 quả 1 cân rồi. Rất là to luôn các bạn. To luôn. Đấy. Ở đây có cả lạc nữa nhỉ. Có cả lạc nữa. Vâng, lạc. Đấy, rất nhiều na nữa. Đa số ở đây là những cái nông sản các bạn ạ. Đấy, rất là nhiều luôn ạ, thấy chưa? Đó, quả na này to chưa? Đó, rất là to luôn các bạn. Bán na ấy. Rồi. Đấy, rất là to luôn các bạn. Hiện tại là vào khoảng 8 giờ sáng, 7 giờ đến 8 giờ sáng các bạn ạ. Rất là nhiều na luôn. Ở đây có một số người đang cân và bán na này. Đa số ở đây bán lấy cả rổ luôn các bạn. Chủ yếu là các thương lái thôi. Lấy nó mới nhiều. Các thương lái ở đây ấy, đa số là ở các tỉnh hoặc vào những cái thành phố lớn như là Hà Nội các thứ ấy. Nên đây mua na rất là nhiều các bạn. Đây mua na rất là nhiều. Vâng, vâng. Đâu, nó đẹp, còn đẹp nhiều hết rồi. Đó, 4 năm đến đây. Sai nhiều luôn, năm nay nó mới cây của nó phải 300.